người đi, người cho mẹ. À, cho mẹ lấy ra ăn nhá, để ăn sáng nhá. Rồi anh cuốn chạy ra lấy hộ mẹ cái bàn nào. Anh lấy cho nha. Ngồi đây. Đi đi cầm. À đây, đợi anh cuốn. Đấy, cuốn lấy cái bàn nào. À rồi, để em mẹ lấy cho. Mẹ cuốn, cuốn xuống lấy cho mẹ một cái đĩa để mẹ bỏ. Đợi, đợi anh lấy nha. Bóc với mẹ nha. Xé ra. Xé ra. Mẹ bóc nhá. Này. Con kéo này ra. Kéo ra. Đó. Đây nữa. Đi ăn bắp không? Hả? Đi ăn bắp không? Nóng quá. Đó. Bóc hai trái thôi nhá. Bóc hai trái ăn hết rồi tí mẹ bóc tiếp nhá. Nào thì đưa vỏ đây cho mẹ nào. Mẹ đi bỏ vỏ đi nhá. Để ta ăn nhá. Gấu gấu để yên đi con. Yên mẹ cắt thôi nhá. Em đau đây. Đây đây đây, đây mẹ cho đây, mẹ cho đây. Đó, em gấu cũng lấy phần trước rồi. Đây của anh Cún đây. Đây của Ti đây. Ti cầm lấy. Ăn nào. Nó ăn ngon không? Ăn ha. Đi đi cầm bánh nha. Ngon không? Mẹ ăn nhá. Anh cũng đã ăn hết rồi. Anh cũng ăn nhanh đã ăn hết rồi. Mẹ ăn. Mẹ bóc cho nhá. Đi cầm lên ăn đi. Cái tình hình cái gì ấy? À, đây. Đi đâu á? Đi lên tay mẹ. Em không ngửa đi. Còn lấy dép á. Lấy dép lại đây làm gì? Đi đi ở đây với mẹ. Anh muốn đi cắt đồ. Đi ở đây với mẹ. Đi ăn nữa không mẹ xem nào. Bác phải đi ăn nha. Ừ, dép bẹp của con á. Nào con ngồi lên đây. Đi đi lên đây. Lên đây nha, lên. Đi, lên đây. Đi ngồi lên đây mẹ cho uống. Đi ngồi lên đây. Đây nha. Không ai bác đi uống sữa nhá. Hết chưa?